Chào mừng các anh em trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái rất là thú vị, đó là chúng ta làm relay để có thể dùng vừa đèn đề mi vừa đèn xi nhan trên cùng hai cái đèn này. Thì thay vì giống những xe thông thường anh em thấy là sẽ tách ra đèn đề mi riêng, đèn xi nhan riêng, nhưng mà với cái mạch này á, chúng ta có thể dùng chung luôn. Khi mà bật xi nhan thì đề mi sẽ tắt và nó chuyển sang chớp, và khi tắt xi nhan á, thì hai cái đèn nó sẽ cùng sáng để làm đề mi. Cái mạch này thì hiện tại trên thị trường họ chưa có bán, nhưng mà một số chiếc xe mình biết á, những cái xe mô tô đắt tiền nó sẽ có chức năng như thế này. Hôm nay chúng ta sẽ tự làm cái mạch này. Linh kiện anh em cần là hai cái relay 12V 5 chân, này cũng rẻ tiền anh em, chỉ có vài ngàn thôi. Tiếp theo anh em cần có hai tụ 16V 1000 microfarad, có vài trăm đồng thôi. 4 diode, đây là hai cái đèn ha. Anh em thích cái đèn này thì mình sẽ để link dưới phần description. Cái đèn nào cũng được ha. Đây như là đang là đèn của mô tô, đèn gắn vô tay thắng. Như anh em biết, hiện tại Vichano đang làm cái dự án là độ xe Rebel 250 đời rất là cổ. Chúng ta sẽ độ cho nó thành một cái xe mới hiện đại theo phong cách Sporter, với chi phí cũng nhẹ nhàng, chỉ có 20 mấy triệu thôi. Sẽ làm chi tiết gửi đến anh em. Đèn và cái mạch này chúng ta sẽ gắn cho xe độ Rebel đó. Ok, chúng ta bắt đầu ha. Anh em sẽ ráp mạch theo như sơ đồ mạch mình sẽ để dưới phần description. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nối tụ vào relay. Anh em coi kỹ và làm từng bước theo sơ đồ mạch cũng như là theo hướng dẫn ở đây ha. Ok, sau đó chúng ta sẽ nối cực dương của đèn vào giữa. Tiếp theo chúng ta sẽ hàn hai diode vào. Anh em để ý cái chiều của diode nha, bởi vì nó cho dòng điện một chiều đi vào mà không cho cái chiều ngược lại đi. Chúng ta sẽ nối tiếp các dây còn lại. Và kết nối với nguồn. Rồi, bây giờ là anh em thấy đây. Khi mà nguồn cấp vào đề mi thì nó sáng hai đèn ha. Nhưng mà khi chúng ta bật xi nhan, kích xi nhan ở đây, chế độ đề mi nó sẽ tắt và nó chớp một đèn nè. Ngược lại, khi mà chúng ta chớp đèn bên kia, nó cũng sẽ ngưng chế độ đề mi để chớp. Khi ngưng không xi nhan nữa thì nó trở lại chế độ đề mi. Ok, thành công anh em ha. Cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Chúc các anh em thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.